Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tình cũ 8 năm của Ngô Kiến Huy bị tung bằng chứng yêu đương, sống chung cùng một sao nam kém 5 tuổi. Khổng Tú Quỳnh bất ngờ bị gọi tên khi dính nghi vấn hẹn hò với một sao nam trẻ hơn mình 5 tuổi. Mối tình kéo dài hơn 8 năm của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy từng kết thúc trong tiếc nuối của đông đảo khán giả. Mới đây nhất vào khuya 24 tháng 5, mạng xã hội lại nổ ra tin đồn tình cũ 8 năm của Ngô Kiến Huy đang hẹn hò một trong những học trò cưng của Đông Nhi. Cụ thể, tin đồn này cho rằng Khổng Tú Quỳnh đang yêu Cody thành viên nhóm Uni 5, thậm chí cả hai đã sống chung nhà. Thậm chí một loạt điểm giống nhau trong các khung hình của Khổng Tú Quỳnh và Cody cũng được dân mạng chỉ ra. Ngay lập tức nhiều người hâm mộ của Cody đã đòi thoát fan vì cho rằng nam ca sĩ điện trai dù có bạn gái nhưng vẫn xuất hiện ở chương trình hẹn hò. Đây không phải là lần đầu tiên nổ ra nghi vấn Cody và Khổng Tú Quỳnh yêu đương vào giữa năm 2021, thông tin này đã được đưa ra bàn luận và nhanh chóng bị dập tắt. Tuy nhiên, tin đồn tình cũ Ngô Kiến Huy hẹn hò cô đi hiện chỉ là nghi vấn. Chính vụ vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên. Nếu như thông tin này chính xác, thì biết lại xuất hiện thêm một cặp đôi chị em vì Khổng Tứ Quỳnh sinh năm 1991, hơn bạn trai tin đồn cô đi 5 tuổi. Cô đi là một mảnh ghép vàng của UNI Nam, làm nên sự hoàn hảo cho nhóm nhạc nam hiếm hoi còn trụ vững trong showbiz Việt. chàng trai này tên thật là võ Đình Nam, sinh năm 1996, sở hữu gương mặt điện trai lãng tử, cùng khả năng rap nhảy, chơi guitar điều luyện. Khổng Tú Quỳnh liên tục đốn gục tim fan với nhan sắc trong veo đẹp tựa thần tiên. Cách đây ít giờ trước, Khổng Tú Quỳnh đã gây bào cõi mạng khi tung ra loạt ảnh đẹp đến nao lòng. Có thể thấy visual xịn xò cùng lối trang điểm ấn tượng đã giúp cô trông như thần tiên tỷ tỷ. Bên cạnh đó, nhan sắc trong veo lẫn thần thái định cao của nữ ca sĩ cũng đã khiến cộng đồng mạng mê mẩn. Bên cạnh những lời khen có cánh về ngoại hình, thì ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này nhiều người cũng đã nhận xét rằng trong Khổng Tú Quỳnh có phần hơi giống với Đông Nhi và Khả Ngân bởi lẽ những đường nét trên gương mặt của các mỹ nhân vi bít này trong gụng tương tự nhau. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, loạt ảnh bắt cận video của Khổng Tú Quỳnh vẫn được cộng đồng mạng thả tim rần rần. Cô bé dâu tay khiến khán giả xích so vì nhan sắc xinh đẹp và thuần khiết. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.